Nếu được chọn kể về một câu chuyện ẩm thực của Hà Nội, mình sẽ chọn chả cá Lã Vọng. Năm 1871, vào thời kỳ Pháp thuộc, gia đình họ Đoàn đã kêu mang nghĩa quân cách mạng đời Thám. Hai vợ chồng lại có tài nghệ nấu ăn, thường họ làm những món chả cá, gỏi cá để đãi nghĩa quân mỗi khi họ thắng trận. Nhiều ngày tháng qua đi, để có chỗ tụ họp an toàn, chính phủ Phúc đã nghĩ cách che đậy mắt chính quyền bằng việc mở quán chuyên bán chả cá, rồi là chỗ để nghĩa quân đời Thám có thể gặp mặt nhau. Trong quán chả cá có bày một bức tượng ông Lã Vọng, tức Khương Tử Nha, đang ngồi bò gối câu cá. Khương Tử Nha là một người tài giỏi, đang chờ thời cơ để thế nghiệp lớn. Chính vì lý do đó, cái tên chả cá Lã Vọng là tên quán, cũng là tên món ăn đã được lưu danh. Loại cá được nhà họ Đoàn lựa chọn chính là cá lăng tươi, vì nó ít xương, ngọt thịt và thơm ngon hơn các loại cá khác. Trước đây, gia đình họ Đoàn cũng đã từng sử dụng cá Anh Vũ ở ngã ba sông Bạch Hạ của thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Nhưng loại cá này lại theo mùa và còn đắt và quý hiếm. Thay vào đó, loại cá dễ tìm hơn đó chính là cá lăng và cá quả, được dùng làm chả cá. Năm 2016, chả cá Lã Vọng đã được CNN đánh giá là một trong những món ăn ngon nhất thế giới, cùng với 9 trên 10 địa danh. Các món chả cá Lã Vọng đúng cách cũng tinh tế như cách bày trí món ăn này vậy. Vị ngọt thơm của chả cá cùng các loại rau, gia vị luyện cùng mùi thơm đặc trưng của mắm tôm làm cho thực khách ăn mãi mà không ngừng được. Nhiều nhà hàng chả cá theo chân những người Hà Nội xa quê hương, nhưng có lẽ món ăn này chỉ ngon, đặc biệt khi gắn với khung cảnh của Hà Nội